Không có đèn nữa mấy bạn ơi, khá là nguy hiểm. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Không có đèn nữa mấy bạn ơi, khá là nguy hiểm. Không có đèn luôn. Ồ, phía trước xe kia đi kìa. Đi từ từ nha. Ok ok. Cầu Hằng á, cùng cầu Hằng nữa. Đó, mấy bạn nhìn đường nè. Wow. Mà không có đèn nữa, không biết sao đây. Rất nguy hiểm luôn. Đường đến Tà Xùa còn rất dài mấy bạn à. Tại vì hiện tại bây giờ đi lên đều như thế này mà không có đèn gì hết, cho nên là sẽ chắc chắn là sẽ đi chậm rồi. Đường ở đây người ta đang làm. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đường đường khá là xáo luôn mấy bạn ơi. Wow. Đường này mà mấy bạn nói mình lấy xe ZX10 rồi chạy thôi rồi thì khóc luôn á. Đường này sao thì chạy. Đường này chỉ dành cho mấy dòng xe như Adventure thôi. Mấy chiếc xe mà ít đồ thôi. Cha kia còn hát hò nữa mới ghê chứ. Đường người ta đang làm mấy bạn nè, cực kỳ xấu luôn. Ồ, hít bụi luôn. Bụi, không là bụi. Bụi quá trời bụi luôn. Không thấy đường nữa rồi. Phải không thấy gì nữa rồi. Ồ, đá bì to không à. Oh.
Từ từ em đi bộ lên nghe. Anh đi lên đi. Em giữ cho. Ok. Cố lên em ơi. Đường rất là khó đi luôn á anh em ơi. Đá bi nè. Thực sự là rất là khó luôn. Đi bộ đi khó đi lắm á. Ba, lên này. Qua đây này. Ôi, mệt quá. Cố lên nữa ơi. Anh Nghĩa qua đây được không? Thôi lên đây, lên đây này. Đỡ sao ta? Lên anh ơi. Từ từ thôi. Ok. À đúng rồi. Đấy giữ đó. Từ từ. A few inches later. Đúng là kỹ năng, thấy không?
tốt. Đây bây giờ Thủy sẽ đi tác nghiệp từng phòng để xem anh em tình hình như thế nào rồi. Ngày hôm nay rất là phê luôn, cực kỳ phê, ai cũng mệt mỏi hết. Ai anh hả? Ừ, em ngồi, em ngồi phía sau mà em thấy em ức ủ đất, em ngồi phía sau mà em thấy em sợ luôn á. Đường khá là xáo luôn mấy bạn. Em có té không? Không. Trời, tạnh em mày té gì nữa. Cái lúc mẹ sẽ bật luôn chứ té gì. Cái lúc mà em lên cái dốc mà chuẩn bị lên dốc cao, bắt đầu lên dốc cao á, là anh với anh Nam là đứng đó đợi, là nghĩ là em sẽ không lên được. Chắc được. Không, em tưởng là sao có người. Hết rồi. Cái anh mới hỏi, ủa thằng Hoàng sao nó đi lâu? Đâu em lên, ông kia không nói chuyện nữa. Ông nói tà xùa gửi gì tiền này tiền kia, em thật ra em đứng em chờ người, em nói ủa sao không có ông lên thôi, chắc là hết rồi. Tưởng em té đó, mới sợ mà định quay đầu lại mà dốc nó cao kia, em chạy lên được là hay đó. Ủa sao bình thường mà anh? Không, anh chạy không được đâu. Nếu anh đi xe của anh thôi anh chịu có tay hả? Mà nếu trường hợp mà cái đường đá sỏi lúc nãy mà nếu mà anh mà lái chiếc xe mà giết ít của anh á, sao anh té cứ không biết là về bán xe luôn. Thì cả ngày mày lên thấy bếp lửa hồng và một vài món thức ăn nướng như thế này thì tuyệt vời ha. Dạ con chào thầy. Thầy chào con. Bật đèn lên. Con chào thầy. Thầy chào con. Thầy năm nay được bao nhiêu chấm rồi? Chấm hết chấm rồi. Bây giờ anh em mình sẽ set up ở đây, ăn ở đây. Và ở đó là một cái lửa trại. Hơi tối mấy bạn xem, không biết mấy bạn thấy không à, thông cảm nha. Cái này cà chua. Ổi hả ta? Ổi hả là cái gì đây? Su hay gì đây nè? Nấm. Chắc này nấu lẩu. Ăn lẩu á. Cá tiên vua. Cá tiên vua. Cái gì? Cá tiên vua. Cá tiên vua. Đúng rồi. Em cá dân tình á, con mười á. Ta là vua. Món lẩu tối hôm nay anh em mình ăn là cá tiên vua. Ok. Ăn kèm với vài món như là đậu khuôn, nấm, cà chua. Đậu khuôn nè. Đây. Cái gì nữa? Gà xe, gà nước. Đây là gà luộc. Gà luộc thơm mông. Anh Tình ơi. Anh Tình ơi. Dồn lên đi, dồn lên đi. Anh Tình nhìn đất cái quan đi. Anh Hà ơi. Anh Hà. Ôi. Anh Hà anh ta nhìn sức qua luôn để dùng, tại vì còn thiếu có hai người nữa là đủ chỗ luôn á. Đấu quá mấy bạn ơi. Cái gì chuyển ra hàng ngoài đây, đúng rồi, ba người có đồ. Chặt chéo, chặt chéo. Đấu ăn gì cũng ngon à. Alo, chơi. Vô đi. Vô. Vô anh. Vô. Chơi đi. Đến ta rồi ha. Chúc mừng anh em đã vượt qua, đã tới Ta Sùa thành công. Hy vọng là mai mẹ nó có mây dập dờn. Cho nó bắt công nhé. Anh cầm được anh đi dạy mới là mới trải nghiệm được cái cung bậc cảm xúc mấy bạn. Mai dậy 5 giờ nha. Mang đeo cái đèn pin ngồi ăn. Ôi chấm mắm. Trời đang chuẩn bị mưa. Nhưng mà đang đói thì mưa chứ ăn. Mưa kìa khi nào to đó hay. Đang đói mà. Ăn đi đã. Đã dọn vô đây rồi. Ngồi xuống chụp này. Ăn. Vui. Trải nghiệm như thế này mới vui nè. Gia vị. Gia vị. Cho gói gia vị. Sau một ngày mệt mỏi, trời hôm nay lại mưa, rồi thêm cái bị cúp điện nữa. Thôi bây giờ Thủy sẽ ngủ sớm đây. Ngày mai Thủy sẽ cố gắng quay sân mai cho mấy bạn xem. Và nhiều cảnh rất là đẹp nữa. Rồi chào mấy bạn. Hẹn mấy bạn vào tập tiếp theo. Mấy bạn nhớ ủng hộ Thủy bằng đăng ký và like và theo dõi.
Phú Thủy Baker nha. Bye bye. Đây là gì? Thì còn trong cái thùng này.